Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo và các em cùng đến với một nhạc phẩm. Bài Mắt Sắc, Người Con Gái Sông La và Hào Khí Việt Nam. Kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, có nơi đâu đẹp tuyệt vời như sông, như núi, như người Việt Nam. Người Việt Nam từ xa xưa đã được biết đến là những con người trọng nghĩa, trọng tình trong đời sống, cần cù trong sản xuất, ngoan cường và anh dũng trong đấu tranh. Cũng bởi thế, trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam vẫn vươn lên bất khuất, kiên cường để tạo nên hào khí, hào hùng, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nguyên vẹn một dải gấm hoa. Xin trân trọng kính mời thầy cô và các em học sinh cùng đến với phần biểu diễn của tổ văn và âm nhạc. Vui thay bao chúng sao phơi.
cảm ơn các thầy cô và các em đã cổ vũ ạ.